Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Sự thật về việc Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng cũng sử dụng bằng tiến sĩ dầm như thế nào Ở Việt Nam hiện nay ra ngõ là gặp tiến sĩ là một nhận xét không hề ngọa ngồn Khác với các quốc gia phát triển, để có được bằng tiến sĩ, ứng viên phải có kiến thức uyên bác và phải thực hiện được những công trình nghiên cứu có giá trị về lĩnh vực của mình Không những bậc đại học, kiến thức có thể tìm thấy trong các giáo trình, các tài liệu nghiên cứu hay các tập san khoa học. Tính đến năm 2016, theo số liệu thống kê của nhà nước Việt Nam, đã có hơn 24.000 tiến sĩ. Bộ Giáo dục cho biết trong đó số tiến sĩ làm việc trong lĩnh vực giảng dạy vào khoảng 15.000 người. Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, so với năm 1996, đội ngũ tiến sĩ tăng với tốc độ 7% mỗi năm. Thực trạng tiến sĩ dởm ở Việt Nam Vậy ngoài 15.000 tiến sĩ tham gia giảng dạy đại học, số tiến sĩ còn lại khoảng 9.000 người. Họ là ai và đang làm việc ở những đầu? Chuyện ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng sang Liên Xô, học sau đại học vào năm 1981 đến năm 1983, rồi ảo thuật hô biến thành tiến sĩ lý luận chủ nghĩa mác Lenin. Cũng là chuyện dùng bằng tiến sĩ giảm mà ít ai được biết. Được biết, rất nhiều quan chức Việt Nam làm công tác quản lý hay kể cả là các ngành lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước trên danh thiếp hầu hết ghi kèm như chữ TS, GS tức là tiến sĩ, giáo sư. Theo Phó Tổng Thư ký Liên Hợp các Hiệp hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam Phạm Bích San cho biết, số giáo sư, tiến sĩ chúng ta nhiều nhất Đông Nam Á nhưng không có trường đại học Việt Nam nào được đứng trong bảng xếp hạng 500 trường đại học hàng đầu thế giới. Và nếu tính từ hàm thứ trưởng trở lên Số người có trình độ tiến sĩ ở Việt Nam cao gấp 5 lần Nhật Bản. Xong việc có rất nhiều người là tiến sĩ nhưng trình độ không tương đồng với học vị, có thể khẳng định hầu hết các tiến sĩ là các quan chức hay các doanh nhân đều là loại tiến sĩ dở. Một quảng cáo phương thức đào tạo tiến sĩ ngắn ngày, vừa đi học vừa đi du lịch. Theo Vietnamnet, tình trạng không ít lãnh đạo quan chức nhà nước dùng tiền để mua các văn bằng tiến sĩ như của Đại học Nam Thái Bình Dương, trường nằm trong danh sách 21 trường đại học hoạt động tại Việt Nam nhưng không được công nhận tại Hoa Kỳ. Dư luận tỉnh Phú Thọ vào năm 2010 từng xôn xao khi biết ông Nguyễn Ngọc Ân, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ cũng học vị tiến sĩ. Trước đó ông Ân chỉ có bằng cử nhân tại chức kinh tế của Đại học Kinh tế Quốc dân khóa đào tạo được tổ chức theo hình thức đóng tiền cho trường mở tại thành phố Việt Trì dù không biết tiếng Anh nhưng ông Ân đã bỏ ra gần 20.000 đô la để mua tấm bằng tiến sĩ dởm của trường đại học Nam Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Một tiến sĩ khác là ông Nguyễn Văn Ngọc, phó bí thư tỉnh ủy Yên Bái cũng lấy bằng tiến sĩ đại học Nam Thái Bình Dương chỉ trong có 6 tháng với giá 17.000 đô la. Vẫn theo tờ báo Việt Nam Net, một câu chuyện đỉnh đám trước đây liên quan đến tiến sĩ dởm, tử tù Dương Trí Dũng cũng tương tự như vậy. Được biết sau khi tốt nghiệp phổ thông những năm cuối thập niên 1980, Dương Chí Dũng đi xuất khẩu lao động ở Cộng hòa Dân chủ Đức, tức là Đông Đức cũ. Đến năm 1984 thì ông Dũng về Việt Nam và làm công nhân ở liên hiệp các xí nghiệp nạo vét đường sông. Trong thời gian này, Dương Trí Dũng đi học lớp tại chức của Đại học Hàng Hải. Tiếp đó, học lấy bằng thạc sĩ, rồi không hiểu bằng cách nào đó, ông Dũng có bằng tiến sĩ kinh doanh thương mại. Nhờ đó ông Dương Trí Dũng được bổ nhiệm làm tổng giám đốc tổng công ty xây dựng đường thủy. Cuối cùng là chủ tịch hội đồng quản trị của Vinaline. Hậu quả mà vị tiến sĩ tử tù này gây ra làm thiệt hại đến hàng ngàn tỷ đồng của nhân dân Việt Nam. Hẳn ai cũng đã rõ. Ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng sang Liên Xô học sau 2 năm rồi cũng hô biến thành tiến sĩ được. Vào năm 1998, học vị phó tiến sĩ ở Đông Âu, được Việt Nam chuyển đổi thành học vị tiến sĩ khoa học. Ông Nguyễn Phú Trọng giai đoạn 1981-1983 sang Liên Xô nghiên cứu sinh thạc sĩ sau đại học bỗng nhiên vào một buổi sáng đẹp trời đã trở thành tiến sĩ lý luận chủ nghĩa Mark Lenin. Sự thật là như thế. Việc ông Trọng đánh giá giáo dục của chúng ta chưa bao giờ được như bây giờ là một câu nói có giá trị tương đương như câu nhìn tổng quát nước ta có bao giờ được như bây giờ hay không vì lý do là như vậy và tại sao đất nước và dân tộc Việt Nam cứ mãi ngập chìm trong nghèo đói. Nhược tiểu và nô dịch cũng là vì như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.d với bản tin Sự thật về việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng sử dụng bằng tiến sĩ giảm như thế nào. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo chấm đề. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin cán bộ ăn không chừa một thứ gì của dân, chính sách cho liệt sĩ mà cũng không thả. Trong một xã hội mà cán bộ nhà nước ăn không chừa một thứ gì của dân, như cựu phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan từng tuyên bố, thì bản tin một cán bộ xã ở Hải Dương bị khởi tố vì chiếm đoạt tiền thở cúng liệt sĩ. Đăng trên báo Dân Chí vào 24 tháng 9 cũng chẳng có gì lạ. Tờ báo Dân Chí cho biết công an huyện Thanh Miện, Hải Dương vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Trương Văn Đạt, cán bộ công chức của xã Lam Sơn về tội tham ô tài sản. Theo đó, Trương Văn Đạt nhận được 186 triệu đồng tiền trợ cấp thờ cúng liệt sĩ nhưng đạt đã chiếm đoạt hơn 172 triệu đồng. Một cán bộ xã ở Hải Dương bị khởi tố vì chiếm đoạt tiền thờ cúng liệt sĩ. Theo quy định, người thờ cúng liệt sĩ được nhận tiền hỗ trợ 1,4 triệu đồng mỗi năm trên mỗi liệt sĩ. Số tiền 186 triệu đồng kể trên sẽ được cấp phát cho những người đang thờ cúng 133 liệt sĩ của xã Lam Sơn theo quy định. Nhận tiền về, nhưng đạt không cấp phát hết mà chỉ chi trả cho 10 người với số tiền 14 triệu đồng. Do nợ nần và khó khăn, Đạt nảy ra ý định chiếm đoạt số tiền còn lại bằng cách giả mạo chữ ký, chữ viết của 118 người thờ cúng 123 liệt sĩ, lập hồ sơ quyết toán nộp cho cơ quan quản lý của huyện Thanh Miện để chiếm đoạt tổng số tiền hơn 172 triệu đồng. Trên mạng xã hội chia sẻ rộng rãi các ý kiến bày tỏ sự bức xúc trước sự việc này có nhiều ý kiến cho rằng đến cơm cúng của liệt sĩ, cán bộ cũng không thà. Mỉa mai hơn có người còn đay nghiến, đến đồ cúng của người chết và chúng còn ăn chặn thì không còn gì để nói đạo đức cán bộ đã xuống đến đáy rồi. Có ý kiến còn cho rằng tiền phối giống bò đắc lắc chúng nó còn ăn thì việc ăn chặn cơm cúng của liệt sĩ có gì mà phải làm ẩm mỹ. Câu chuyện ăn chặn cơm cúng của liệt sĩ vừa gửi trên đã khiến cho người ta tưởng nhớ đến câu chuyện đến mộ liệt sĩ cũng làm giả để mà ăn tiền xảy ra ở Bắc Cạn trước đây. Đài tiếng nói Việt Nam vào ngày 3 tháng 12 năm 2019 cho biết như sau. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Cạn đã tiến hành khai quật 13 ngôi mộ liệt sĩ với sự chứng kiến của thân nhân được mời đến lấy mẫu để so sánh giám định ADN, thể theo yêu cầu của người nhà. Kết quả, Ủy ban Nhân dân địa phương đã xác nhận về 13 mộ liệt sĩ ở Bắc Cạn không có hải cốt, không có cả tiểu sành là vật dụng tùy táng bắt buộc mà chỉ có những túi ni lông đựng mẫu đất đá. Trương Văn Đạt, người đeo khẩu trang bị khởi tố để mà điều tra. Đây là 13 liệt sĩ còn được gọi là chiến sĩ thanh niên sung phong, hy sinh khi đang làm nhiệm vụ trong tai nạn vỡ đập tại hồ Tân Minh, xã Thanh Vận, chợ mới tỉnh Bắc Cạn vào hồi năm 1968. Cuối cùng, sau 3 lần quy tập nhưng không thể xác định được danh tính, nên 13 chiến sĩ thanh niên xung phong đó được đưa về chôn tại Nghĩa Trang, Liệt sĩ, tỉnh Bắc Cạn. Đây là thông tin gây sốc không chỉ đối với gia đình còn đối với rất nhiều người Việt Nam trong và ngoài nước. Các cựu chiến binh từ Việt Nam đã giải thích với Thể báo chấm với điều kiện ẩn danh rằng thân nhân các liệt sĩ đưa ra yêu cầu phải giám định adn để xác định đúng đấy là xương cốt của thân nhân họ chứ không phải là người khác bởi trong chiến tranh cũng như việc quy tập hải cốt sự lẫn lộn là điều dễ hiểu nhưng rõ ràng không có hải cốt mà họ cứ xây mộ giả lên để mà lấy tiền kinh phí dứt khoát đó là tiêu cực là vụ lợi chứ không có lý do nào khác cả đó cũng là lý do khiến công luận nghi ngờ rằng những nơi trồn cất hay cải táng liệt sĩ tại các địa phương trên cả nước thì những câu chuyện tương tự chuyện 13 ngôi mộ không hải cốt ở Bắc Cạn là tình trạng phổ biến. Bên dưới 13 ngôi mộ liệt sĩ ở Bắc Cạn chỉ toàn đất với đá khi được khai quật để giám định ADN. Theo dư luận, trách nhiệm có thể thuộc về bên thương binh xã hội hoặc phòng chính sách hay cục chính sách của Bộ Quốc phòng. Thực ra, việc gian dối này là có hệ thống, vì gian dối đã xảy ra từ ngay từ đầu từ không làm hồ sơ liệt sĩ dù không có hải cốt nếu cho tổng kiểm tra trên toàn quốc thì còn rất nhiều những cán bộ phải chịu trách nhiệm biết là không hải cốt nhưng vẫn cứ lên danh sách để mà lấy tiền hay còn gọi là dự án khống lấy tiền từ danh sách để chia nhau bỏ túi hiện nay cán bộ đảng viên trong bộ máy nhà nước đều là những kẻ ăn tạp không bỏ qua bất cứ thứ gì không tìm được hải cốt liệt sĩ nhưng họ vẫn báo cáo là tìm được để người ta ăn cả mộ phần liệt sĩ giả là một điều hết sức tán tận lương tâm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.d với bản tin Cán bộ ăn không chừa một thứ gì của dân, chính sách cho liệt sĩ cũng không thà. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất từ berlin cộng hòa liên bang đức chào các bạn hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới trung khoa thời báo chấm đề